phía Đông Bắc Bộ đêm và sáng có mưa vừa mưa to, cục bộ có mưa rất to và rải rác có dông. Riêng khu Đông Bắc có mưa to, có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có mưa to, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Nam Bộ tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Thành phố Hồ Chí Minh đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Thủ đô Hà Nội đêm và sáng có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ.